Cũng vào cuối tuần, thời gian gần đây, các tuyến đường đẹp và vắng người như là Võ Nguyên Giáp thuộc thành phố Phan Thiết và tuyến đường Hòa Thắng, Hòa Phú thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận trở thành tụ điểm các thanh niên tổ chức đua xe trái phép. Nhiều nhóm từ các tỉnh lân cận cũng đến tham gia, chủ yếu là các lò độ xe tham gia để lấy tiếng. Các đối tượng chặn một làn xe rồi dàn hàng rú ga, bốc đầu xe, lao điên cuồng dưới sự cổ vũ của đám đông. Hầu hết các phương tiện đều được độ, đôn gen xoáy nòng, thay đổi hình dáng kết cấu xe trái với quy định. Những pha bốc đầu nằm trên yên xe lạng lách khiến cho người dân và cả du khách đi đường đều hoảng sợ. Nhiều xe ô tô phải dừng lại để tránh. Các tuyến đường trên là những tuyến đường huyết mạch dẫn ra Mũi Né và các khu du lịch. Tuy nhiên, tệ nạn đua xe đã gây mất an ninh trật tự và làm mất thiện cảm về điểm đến du lịch đối với du khách nên cần sớm được giải quyết.